Và tiếp theo, chúng con xin kính chuyển đến một câu hỏi cho chư vị đồng tu gửi cho bác Minh Thành và bác Diệu Tâm. Kính mời bác Diệu Tâm đọc. Và chúng con kính mời mấy phút hương chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Con có một vài thắc mắc sau đây. Kính xin lão cư sĩ từ bi khai thị. Con đã từng niệm A Di Đà Phật, nhưng có nhiều lúc con cảm thấy rất khó nhất tâm hơn là niệm A Di Đà Phật. Con cũng được bài viết của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, ngài cũng cảm thấy như vậy và ngài cũng niệm A Di Đà Phật. Bây giờ con vẫn có thể niệm A Di Đà Phật, nhưng con vẫn cảm thấy niệm A Di Đà Phật thích hơn và dễ nhất tâm hơn. Khi lâm chung gặp những người hộ niệm, con niệm A Di Đà Phật hoặc ngược lại, vậy con có bị động tâm mà mất phần vãng sanh không ạ? Và khi đến phiên con đặt câu hỏi trên Zoom mà con niệm A Di Đà Phật, vậy con có cảm thấy chướng ngại hay động tâm gì đến những bạn đồng tu khác không ạ? Con thành kính tri ân công đức lão cư sĩ Diệu Tâm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đi đường nào một đường, niệm danh hiệu nào một danh hiệu, niệm âm nào cứ một niệm, tin tưởng vững vàng mà niệm thì được vãng sanh. Hàng biết bao nhiêu người Việt Nam niệm A Di Đà Phật đã được vãng sanh, thân tướng vô cùng tốt đẹp, cơ chi phải vân vân. Nếu mình nghĩ niệm A Di Đà Phật thì cứ giữ câu A Di Đà Phật, nhiếp tâm vào đó, không được phân vân, không được chần vần, lúc niệm A Di lúc niệm A Di, nhất định đường nào phải đi một đường, âm nào phải đi một âm. Nhớ cho kỹ, đã là Phật rồi thì không còn danh tánh gì nữa đâu hết, tất cả đều chỉ vì chúng sanh mà ngài có danh tánh. Mình niệm danh hiệu nào mà nghĩ về ngài đều là danh hiệu của ngài. Việt Nam chúng ta đã nhập tâm câu A Di Đà Phật, người nào nhập tâm câu A Di Đà Phật hãy niệm A Di Đà Phật, tức là niệm giáo chủ trên cõi liên bàn, nguyện vãng sanh đều được vãng sanh. Người nào cho rằng danh từ A Di Đà Phật là đúng thì cứ thành tâm niệm A Di Đà Phật rõ ràng thì cũng được vãng sanh. Người A Di Đà Phật nên kết nhóm với những người niệm A Di Đà Phật để sau cùng hỗ trợ cho nhau tránh độc tâm. Người nào niệm A Di Đà Phật nên kết nhóm với người niệm A Di Đà Phật để sau cùng họ niệm đúng ý nguyện của mình, mình vui vẻ niệm với các ngài để vãng sanh, không được dụ dự chần chừ. Không được nữa thì niệm A Di, nữa thì niệm A Di, sau cùng chính một chút phân vân làm mình niệm không trọn danh hiệu A Di Đà Phật đó nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.